Bây giờ là 6 giờ sáng. Trời rất là mù. Mù đặc. Hy vọng tầm 7 rưỡi 8 giờ mặt trời lên thì mới có thể săn được mây. Bây giờ là 8 giờ sáng. Và mình đã săn thành công mù. Trời rất mù và có cả mưa nhẹ. Xem ra thời tiết không ủng hộ lắm. Đây là tầng 2 của khoang nhà sàn này. Cũng có chia phòng riêng nhé. Khá là rộng rãi. Ở tầng 2 này thì dùng vệ sinh chung bên ngoài nha các bạn. Trên tầng 2 này thì có 4 phòng riêng được quay bằng vách. Và bên này đây thì là 4 chỗ được quay bằng rèm. Theo mình được biết thì mỗi khoang như này thì có thể ở được tối đa là 4 người lớn. Giờ thì ăn sáng rồi. Just bought a new way. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above. Get the cream on the side. Make you laugh to know it. That's the stuff that I love. La, la, da, da, da. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. Get on hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Đến khoảng 9 giờ thì trời cũng đã bớt mù hơn một chút. Cuối cùng thì cũng dần thấy được một cái gọi là thiên đường mây đúng nghĩa. It's like the story of my life. Best friend, but we rocking all the same things. Say you need me, but you really trying to change lanes. Well, I don't even care. In my life, I don't battle with no fear. Fighting dragons, always been a real one. Hate you saying showing love, you a real chameleon. Get the facts freaking straight, always on repeat. Like, we could be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. Just kids if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Ok các bạn, bây giờ là 2 giờ 30 chiều. Thì mình và vợ mình sẽ lên đường đi mỏm cá heo và cây cô đơn. Thì việc đầu tiên thì chắc chắn là phải chinh phục được cái dốc này đã. Rút kinh nghiệm hôm qua thì lần này mình sẽ phi xe xuống trước và đợi vợ mình đi bộ xuống cho chắc ăn. Đi một mình thì easy. Theo như bản đồ chỉ dẫn thì khoảng cách từ lưu chế đến cây cô đơn và mỏm cá heo chỉ khoảng xấp xỉ 8 km thôi. Nhưng mà mình cũng chưa đi hai điểm đó bao giờ nên là cứ vừa đi vừa hỏi người dân cho chắc. Bây giờ là chiều rồi mà vẫn khá là mây mù các bạn.
có phải 2 tháng đầu. Đến đây là sắp đến mỏm cái heo rồi các bạn. Đường từ Lưu Chế đến mỏm cái heo thì cũng khá dễ đi. Đường chỉ hơi dốc và cua nhẹ. Chuyến đi lần này thì mình sẽ không đi những điểm như là đỉnh gió hay là sống lưng khủng long, vì hai điểm đấy thì mình đã đi khá là nhiều rồi. Và mình cũng đã từng có tour chạy từ Tà Xùa sang Trạm Tấu rồi. Thế nên là để dịp khác thì mình sẽ tìm cái gì đó mới hơn trên Tà Xùa và đi lại kết hợp thì làm video cho các bạn xem tất cả các điểm luôn nhé. Đây là view từ mỏm cái heo này. Lại một mỏm đá sống ảo nữa các bạn. Cây cô đơn kia rồi. Đây là lần đầu tiên mình đi sang về phía mạn bên này của Tà Xùa. Trước thì mình toàn đi từ phía thị trấn và qua bên phía sống lưng. Nói chung chuyến đi này cũng khá là đáng giá. Đường lên cây cô đơn đây rồi các bạn. Nhưng mà mình đi xuống một đoạn xem có gì hay ho nữa không, hoặc là xem có đường khác để lên không. Vì mình nhìn thấy đường lên thì khá là nhiều bom mìn của châu bò để lại. Trước mắt các bạn là cây cô đơn ở Tà Xùa. Ngày trước thì mình chỉ nghĩ là có một cây cô đơn, nên đó là cái cây táo mèo cô đơn ở trên đỉnh gió thôi. Thì về sau thì khi mà tham gia các group trên Facebook thì thấy các bạn up ảnh nhiều, thì lúc đấy mình mới biết là có thêm một cây cô đơn khác ở đây nữa. Đó là cái cây này. Thì cây cô đơn này để view thẳng ra thủy điện, là thủy điện Suối Sập nha các bạn. Công nhận là view của cây cô đơn này thì đẹp hơn view của cây cô đơn bên phía đỉnh gió. Trên này chắc là có thể cắm trại được. Mình nghĩ thế. Không biết là tùy mùa hay là tùy thời điểm khác nhau nó sẽ như thế nào. Thôi, chụp ảnh thôi.
Bây giờ là khoảng 3 rưỡi. Toàn bộ hành trình đi thăm hai điểm là Mỏm Cá Heo và cây cô đơn của bọn mình chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giờ thì bọn mình sẽ quay trở lại lưu chế. Thấy anh chủ vừa livestream trên page là mây đang đẹp lắm, nên thôi, tranh thủ chạy về thôi. Khá nhiều bom mìn. Dừng ở đây không? Mình đi hái quả gì về đấy ạ? Quả chua. Quả gì cơ? Quả chua, ăn không? Quả này á? Ăn thế. Cái này cứ bóc ăn hay là cắn? Bóc. Chưa là vô, có ra. Thế à? Nó kiểu giống, chắc giống như quả chanh ở dưới. À, rất ngon đấy. Cái này là mình hái ở rừng hết ạ? Vâng ạ. Có hái có gần đấy không? Thác mây kìa các bạn, quá tuyệt vời luôn. Giờ mình đang đi nhanh về chỗ lưu chế để lên thăng mây cho các bạn đây. Đẹp quá. Hy vọng là mình về kịp. Lần này thì mình leo dốc một mình thôi nhá. Đi một mình thì anh không sợ chú đâu. Thế quá các bạn ạ, chả biết đi về kiểu gì. Đi tìm một đường, về một nẻo. Bọn mình vòng tít xuống tận thị trấn Tà Xùa xong lại đi vòng lên đây. Thành ra lên thì không kịp săn được mây. Sorry các bạn, tiếc quá. Giờ lại thành mù mất rồi. Đây là quả chua mà lúc nãy mình được chị dân tộc chị cho. Theo lời của anh đầu bếp của lưu chế thì anh bảo là cái này chỉ để kho cá nấu canh thôi. Nhưng mà có lẽ mình sẽ ăn thử xem thế nào. Bóc ra xem nào, bóc vào anh. Đây là bên trong có múi này. Chắc như quả dọc nhở. Ok. Phát biểu cả nghĩ nào. Rất là chua. Nhưng mà nó giống như kiểu là xoài chua ấy. À đấy á. Ăn kiểu ai ăn chua quen ăn được. Hạt rất là to à. Từ từ còn chưa lấy cận được cái hạt. Chịu. Chịu ạ. Vào đây lấy cận được cái hạt rồi. Trông như quả dọc ấy nhờ. Chịu. Thiết kế giống quả bon bon. Dù săn hụt mây buổi chiều nhưng mình đã có quà cho các bạn đây. Đó là bức ảnh Tà Xùa chìm trong biển mây lúc chập tối. Giá mà trời trong hơn một chút thì sẽ đẹp hơn. Buổi sáng ngày cuối cùng ở lưu chế. Đây là biển mây ở phía Tà Xùa, phía thị trấn ấy. May mắn là sáng nay dù trời còn hơi mù nhưng mà bọn mình cuối cùng vẫn đã săn được biển mây các bạn ạ. Đây, còn đây là bên phía lối đi Mỏm Cá Heo. Đẹp quá các bạn ạ. Hay không? Không biết các bạn có thấy được mây đang chảy xuống không? Đúng kiểu thác mây ấy. Đẹp quá. Đó, để mình cho các bạn xem một điểm có thể view được mây nữa ở trên Tà Xùa lưu chế nhá. Đó là phía bungalow 2 tầng.
biển mây rất là đẹp. Đây, ở đây thì chắc là mình có thể chỉ rõ các bạn hơn này. Ở đây là phía thị trấn Tà Xùa này, còn theo lời anh chủ thì bên này hoặc bên này nó sẽ là sông lưng khủng long. Nhưng mà tình hình này chắc chắn là các bạn bên sông lưng khủng long là ngập ngập trong mây, gọi là mù rồi. Ở đây thì trên đỉnh Lưu Chế thì cao nhất, cao hơn cả thị trấn và sông lưng nên là biển mây rất là tốt. Sợ hãi các thứ. Cứu giá. Thanh niên mèo này. Rồi, đến lúc về rồi. Đây là căn bungalow mà bọn mình ở. Một căn bungalow này có thể ở được tối đa 4 người lớn nhé. Bungalow này thiếu một mặt kính này, có cả rèm tre và vệ sinh khép kín nha các bạn. Ở Lưu Chế thì có 2 bungalow 1 tầng và 4 bungalow 2 tầng. Bungalow 2 tầng thì ở được tối đa 8 người nha các bạn. Tất cả thì đều có mặt kính nhá, để đảm bảo là các bạn chỉ cần ngồi trong phòng nhìn ra ngoài là có mây hay không là biết ngay. Giờ thì bọn mình sẽ chạy thẳng về nhà luôn. Hiện tại đã là chiều nhưng mà Tà Xùa vẫn còn rất là mù. Hôm nay là cuối tuần, sẽ có nhiều bạn lên đây để săn mây nữa. Thì hy vọng các bạn có thể săn mây thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình sẽ để link của Tà Xùa Lưu Chế ở phần mô tả để các bạn có thể liên hệ và trải nghiệm thử nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.